chú chơi trò chơi cho các con nha. Bender Pie Games. Sợ lắm các cháu, đăng ký kênh cho chú nha. Game này sợ lắm. Và đó là Render Pie với con game mới là I'm Lost. Nếu các bạn không biết, Render Pie đã từng làm nhiều game trước đây và con game nào mình làm của hãng này cũng đạt được mức triệu view cả. Có thể nói anh bạn này có tài làm game hoặc là mình có tài làm video nha các bạn ơi. Chúng ta lại làm ca đêm này mọi người ơi. Tôi đã bị mất tích rồi. À, tức là cái nhà hàng này tên là I Am Lost. Đây là một bài báo tuyển nhân sự mọi người ạ. Một ca làm việc đêm tại nhà hàng, tên nghe rất là an toàn thôi. Tôi đã bị mất tích. Là một công việc rất là an toàn với một cái mức lương rất là khủng đấy. Không đùa tí nào đây, có ghi ở đây đây đấy. Số điện thoại ở đây nhá. Anh em nào rảnh thì gọi, còn mình khá chắc cái số điện thoại này là trong điện tử thôi chứ nó không có thật này. Thật ra nếu mà nó ra thật thì ghê phết. Rồi, tôi nhắn tin luôn bảo tôi muốn vào đây rồi. Tôi muốn công việc. Ok, cái lý do mà cháu chọn chúng tôi là để làm gì nhỉ? Chắc chắn là chủ nhà hàng có khuôn mặt không hề gian tí nào anh em nhá. Cháu à thích tiền. Cháu đã được thuê. Đơn giản đấy thôi. Thế thôi mà. Ừ. Đi phỏng vấn không phải nói nhiều đâu. Cháu đam mê công việc không? Cháu thích tiền. Có ai hướng dẫn tôi cách để vào nhà hàng được không? Watch your jet, bro. Watch your jet. Mình biết mình làm công việc này sẽ chết nhưng mà mình không nghĩ là mình sẽ chết cái kiểu này ấy. Ngu thì nhận là ngu. Thông điệp rất là nhân văn của nhà làm game. Chúng ta phải đi trên vỉa hè. Cái gì đây tôi xem nào. Missing này, mất tích. Đấy, cái xe đấy vừa nãy đâm tôi đấy, nó vừa lướt qua xong. Quả thiết kế nhân vật nó không thể nào mà cẩu thả hơn được. Nói chung là có mặt, có mũi và không có tóc, đầu thì chọc. Mặc cái áo V-neck, xong vẽ vào tí lông ngực cho nó chuẩn những người chuyên mặc V-neck. Hôm nay anh em mình sẽ đi làm việc. Tôi khá chắc là sẽ khó có khách ở cái khu phố này lắm. Khó có khách ở cái khu phố này lắm. Vào cái nào. Cái gì ạ? Nó là cái tiếng cửa các bạn ạ. Không hề là bị ai đó lồng tiếng vào đâu. Không phải tôi lồng tiếng đâu các bạn. Tiếng cửa thôi. Nhà hàng bẩn thế này. Thấy con ruồi to đùng đây này. Không phải ruồi nha các bạn ơi. Là muỗi nhá. Tại sao trên cửa kính lại có vết gì đây? Móng vuốt à? Nói chung là nhà hàng bẩn lắm này. Nứt này, động đất các kiểu rồi. Tôi không thích cái cách nó nhìn tôi lắm. Nói chuyện cái. Anh này là khách các bạn. Tôi đói rồi. Có thể mang tôi một cái chó nóng được không? Anh có chắc anh muốn ăn chó nóng không? Món này là món châu Á anh sai. Xin lỗi, em không thực sự làm việc ở đây. Ô, thế tôi làm việc đâu nhỉ? Nếu mày không mang được cho tao đồ ăn thì cút đi. Không biết là đây là nước nào nhưng mà anh ấy vừa nói tôi là gì. Từ từ xem cái cách tôi trả lời lại như nào nhá. Thôi. Việc gì phải lồng tiếng hả anh em? Sao phải nói theo cái giọng bình thường? Tức là đăng ký kênh đi nhá mọi người nhá. Nói chuyện cái. Buồn cười lắm. Xin chào, tôi có thể giúp gì cậu? Em là Tony, em thích tiền. Từ từ mình không nhịn cười được. Tôi biết là cậu là ai rồi. Hãy làm việc đi. Tôi đã viết những cái công việc cần làm cho cậu rồi. Hãy hoàn thành nó, tất cả mọi thứ nhé. Ok, chị gặp em vào ngày mai. Bây giờ hãy tự chăm sóc bản thân mình nhé. Ok. Ui. Run bitch. Cái chi tiết buồn cười là bà chạy ra cửa vẫn có tiếng ý đấy. Công việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải vứt rác đi. Nhưng mà bây giờ tôi đã phải làm luôn rồi á. Tôi tưởng mai tôi mới bắt đầu làm việc chính thức chứ. Không có đầu bếp thì thằng kia nó cứ ngồi kia làm gì ta? Hay là nó là ăn xin nhưng mà giả vờ vào đây để gọi đồ ăn trong lúc trong này không có ai. Tức là nó chỉ muốn chỗ để nghỉ ngơi thôi các bạn. Không bị mưa ngày hôm nay đây. Ngoài trời mưa giả dích kia kìa. Rác cuối cùng. 9 rác rồi. À, xe buýt nào đến anh em? Xe buýt nào đến giờ mình về thôi. Về thôi. Anh chạy. Anh có sao không giấy? Có một điều gì đó vừa dính. Ủa, máu lắm anh em ơi. Chắc chết rồi. 0 giờ 0 phút. Một mảnh giấy để lại. Sếp chết rồi và tôi sẽ phải giấu body trước khi bất kỳ một ai đó tìm ra. Từ từ. Này mình cứ bê sếp lên như này thôi à. Sếp tôi quả răng đều ác. Ném vào thùng rác vậy. Hy vọng anh ấy đã có một cuộc đời đáng nhớ.
Chúng ta sẽ gặp lại anh ấy vào hôm sau nhé mọi người ơi. Sếp chết rồi nhưng mà mình vẫn quét sàn à? Có chắc là được giả lương không nhở? Quét được sàn đâu nữa ông ta? Ở đâu nữa nhở? Mình sẽ quét ở... Thằng này nó thực sự quay 80 độ, nó nhìn mình kiểu này mà. Ok. À, anh vui mừng vì tôi vừa quét nhà xong ạ. Đang im mồm. Ồn quá. Thích ăn hot dog. Gần 2 lô cái bánh mì nhá. Có tiền không? Có tiền không bạn? À, nó có tiền, nó có tiền. Tức là tôi sẽ phải phục vụ. Chờ em tí anh. À, vị trí của tôi ở đây sẽ là... sẽ là đầu bếp luôn à? Ồ, chú chuột Gia Huy này các bạn. Hết mất thịt rồi. Cho mượn tạm quả em dai mày nhá. À không, đây là mẹ mẹ. Ừ ok, quan tâm lắm nhá. Không có một chút okay. Đạo đức nào. Tuổi đời của Gia Huy ở cái nhà hàng này còn cao hơn tuổi tôi phải nói thật. Nhưng mà tôi lại làm điều này nhá. Xin phép Gia Huy cái. Teo 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 teo. Giờ sao? Không nghe tiếng gì cả. Gia Huy. Bạn ổn không Gia Huy? Ôi không được rồi các bạn ơi. Tôi hiểu tôi phải làm cái gì rồi, thế nó mới khốn nạn. À nhớ mẹ đúng không? Yeah, có xúc xích rồi. À, chất lượng có thể nói là tạm được đối với tôi nhá. Ừ, tôi không chê. Nếu mà các bạn xét theo thực tế nhá, thì nhà hàng tôi đã phục vụ cho vị thực khách ở ngoài kia một quả đồ ăn tươi. Ok. Món này tôi không có cơ hội được chấm điểm, tôi mà có cơ hội nhá, tôi cho luôn 3 sao Michelin. Đây của anh đây. Ăn đi anh. Ngon không anh? Không phải hoài nghi gì đâu, em không hề giết con chuột nào để cho anh cái bánh đấy. Em hứa. Hai mẹ con sẽ được nhớ đến như vị cứu tinh của nhà này, cảm ơn rất nhiều. Phải đi thu dọn đĩa. Đây một cái này, hai cái này. Tao không thể cầm được hai cái đĩa cùng lúc à? Mình vừa nhận ra là nhà hàng mình hình như là không có chỗ rửa bát. Mình có tìm cái chậu rửa bát mà không có. Mình đang nghĩ một cái giả thuyết đó là nhà hàng mình không hề rửa bát anh em ạ. Rồi thu dọn đĩa. Không được rồi. Từ từ nó phát hiện rồi. Chúng ta phải ném nó vào thùng rác. Thật tôi không cần biết. Anh à, anh có ok không? Mắt nó hiện chữ X rồi. Tôi đoán là nó chết rồi anh em ạ. Ừ, nó chết rồi. Chúng ta nên tống khứ anh ta ra ở đây. Đã ăn chuột Gia Huy rồi còn chết. Cho vào thùng rác được không? Oh my god. Một nguồn thịt khác các bạn. Một nguồn thịt khác. Không sao cả. Gia đình Gia Huy đi rồi. Chúng ta cần người thay thế. Hiểu không? Hơi thừa cái tay này. Có sợ ai phát hiện không ạ? Tiếng gì đấy? Hình như là có ai đó ở ngoài. Tôi nên kiểm tra. Ơ, cái ông này giống cái ông có mặc cổ V-neck không? Có mặc V-neck không? Ơ, cái ông này bị mất tích này. Chắc chắn là ông ấy mất tích đấy. Ờ, không nghi ngờ gì đâu. Ông ấy có quả chữ tôi bị mất tích trên áo. Ừ, chắc chắn ông mất tích đấy. Chào anh bạn, có phải anh bị mất tích không vậy? Tôi bị mất tích, cậu có thể giúp tôi không? Chắc chắn là tôi giúp được. Chắc chắn rồi. Xin chào mất tích. Rất vui được gặp bạn. Tôi là Tony. Cho đi hai quá, đưa được rồi. Cậu có biết là cái đường này dẫn đến đâu không? Chưa hiểu không? Sẽ rồi rồi thôi. Ai mới đến khu vực này không biết nhá. Đây là ngày đầu tiên cậu làm công việc này à? Yeah. Ừ, đúng rồi. Có hai mạng người tôi đã tống khứ được. Ngày đầu tiên tôi làm việc ở nhà hàng. Cậu có ở một mình không? Sao lại hỏi thế nhở? Khi một người đàn ông trên đường mặc áo V-neck tiến đến lại gần bạn và hỏi là đêm nay các bạn có một mình không? Thật ra là các bạn nên nghĩ cho nó kỹ trước khi trả lời bất kỳ một câu hỏi nào nhé. Không biết tôi trả lời như nào. Có thể. Nhưng mà tại sao anh lại hỏi? Không có gì, tôi chỉ đi lạc thôi. Anh ấy đi lạc chứ không phải là tên anh ấy là lạc đâu nhé các bạn. Tung tăng vậy.
Nào nào, tránh xa thùng rác ra, có người chết trong đấy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ phải di chuyển các cái hộp đồ này đến nhà kho, ok. À đâu, warehouse là nhà chứa hay là nhà hoang nhỉ? Tôi không nhớ đâu. Chắc là sẽ phải đi qua cửa này. Ý? Ý? Sao trong này tối thế? Ui, từ. Tức là di chuyển cái thùng này đến kho anh em ạ. Chắc là vào trong này đúng không? Đặt vào đây. Ồ! Ồ, nhà hàng tôi quả kho. Thề luôn, trong này chắc chắn chứa xác người. Thực ra để xác người ở đây có phải ok hơn không là để quả tủ lạnh. À đây, bật đèn lên ạ, ok. Bật đèn lên đi cho nó sáng. À đây, chúng ta sẽ phải đặt đúng cái vị trí đấy. À, nó không nói với tôi. Ok, chúng ta còn 3 hộp nữa. Ô, cảnh sát. Em không làm gì cả anh ơi. Em thề. Anh ạ. À. Thôi anh. Từ tôi phải làm nào. Tôi che đi đoạn này cái. Anh ạ. À. Thằng này nhìn nó đần lắm anh em. Chắc là nó không biết đâu. Tôi đã đi một quãng đường rất dài và tôi rất là đói. Cậu có cái gì để ăn không? Chắc chắn là em có rồi, chắc chắn là em có cho anh rồi. Ờ, chưa biết được. Bọn tôi sắp đóng cửa rồi, anh cảnh sát này đến đúng lúc bọn tôi đóng cửa. Đen quá nhờ, anh phải về rồi em cả ấy nhá. Ờ, tôi khá là chắc là cậu có thể tìm được cái gì đấy trong tủ lạnh. Cho tôi ăn à? Oh my god. Chắc chắn rồi, nhà hàng em có cái gì đó trong tủ lạnh mà. Cho em một giây thôi, em sẽ mang xúc xích ra cho anh. Ôi trời ơi. Em không biết là đầu anh có thể xoắn được vậy à, nhưng mà em chơi trò này một lát em thấy điều này cũng là điều bình thường. À, em lấy xúc xích cho anh, em lấy xúc xích cho. Ôi chết tiệt, mất điện mất rồi. Cái gì nhở? Có kịp lấy xúc xích ra cho anh em. Đừng lo, tôi sẽ xuống dưới nhà và sửa điện. Cái này có phải là vô tình không nhở? Hay là có cái gì đấy rất là mờ ám ở đây ta? Từ tôi sẽ sửa điện, đây hộp đây rồi. Để số đỡ được. Ồ lạ thật, không có vấn đề gì với cả cái hộp fuse, cái hộp cầu chì. Thế vấn đề là sao? Vấn đề là gì? Có đèn lại rồi, có điện lại rồi. Hey, anh bạn Vinex, mình đã chào hỏi nhau trước đấy rồi anh bạn ạ. Chào hỏi nhau trước đấy trên đường anh nhớ tôi không? Ờ, bây giờ cảm giác nó nhức cái đầu. Em quen nhau mà đúng không? Mình biết bạn mà. Tôi không nghĩ là cái anh bạn này làm điều đó đâu. Không, anh ấy có con dao to lắm. Tôi chắc chắn anh ấy vừa làm điều đấy xong. Anh vừa giết viên cảnh sát ạ. Không, tôi không làm vậy. Chắc chắn rồi không? Cậu đã nói đúng rồi. Tôi đã giết hắn. À, nó đùa thôi các bạn, trước đấy nó đùa. Nào đừng có tiến lại gần em thế. Đừng làm thế. Bạn đã bị xé xác thành từng mảnh bởi người mất tích. Nhưng mà có vẻ như là có cơ hội để bạn có thể sống sót. Tôi phải chơi lại từ đầu à? Khoan, tôi có thể sống sót được pha vừa rồi à? À, sẽ ra sao nếu mà tôi sử dụng cái này để đấu lại con dao của cái thằng ban nãy? À, đập mũi à? Từ, nếu như mà nó đập mũi thì khả năng cao là... Ok. Ở đỡ điếc tai anh em cũng được. Ai, xuống làm phát gì đó rồi lên để xem thằng này nó chết luôn nào. Nếu như mà tôi không xuống để tôi sửa điện thì sao? Tôi ra luôn đây thì sao? Ban nãy thằng sát nhân đi về bên này này. Tôi không vào đây được, game nó không cho nhá, không đi được, tức là không cho nhá mọi người. Để số đỡ được. Lên xem cảnh sát nó chết nào. Đứng ở đây xem nào. Em chạy. Không nhìn lại. Không biết.
Đóng cửa lại. Nó không đuổi ra đúng không? Chạy đang có thời gian chạy. Có thời gian thì chạy. Không chạy được. Không mở được tủ lạnh nha. Không cầm được xúc xích này. Đóng cửa vào này. Chạy xuống kho này. Em có xúc xích này. Không làm nào được đâu các bạn ơi. Nói chung là chúng ta đang có một cái giả thiết, đó là nếu mà tôi làm bánh mì cho thằng sát nhân thì thằng sát nhân nó sẽ lên được cái tình người, nó sẽ tha tôi. Hy vọng là có. Nhưng mà anh em thấy rồi, thằng sát nhân nó chém thằng cảnh sát thành mẹ 12 miếng này. Khó có thể còn tình người lắm anh em ạ. Nếu mà nghĩ một cách tích cực nhá, thì làm cái bánh mì ratatouille cho thằng sát nhân là cách duy nhất giết nó thật. Tại vì đây tôi không còn đồ gì cả. Dao tôi không có. Tôi còn đúng cái bánh mì này để nó ăn và khiến nó chết thôi. Thật sự phải là bánh mì đấy. Ok, để tôi thử nào. Bánh mì cầm được không? Không được này, xúc xích không cầm lên được này. Tức là cái chuyện mình làm bánh mì rồi mang ra cho thằng cu kia là không có rồi nha anh em nhá. Lại trừ khả năng đó. Nhưng mà rõ ràng đúng là lúc về tôi có cầm được. Ta sẽ làm cho mày cái bánh mì. Yên tâm, ta làm mày cái bánh mì. Ô, làm được bánh mì này. Bánh mì không bạn. Bánh mì. Làm được bánh mì. Ôi cảm ơn, cái đấy cho tôi ạ. Làm được rồi các bạn ơi. Ôi cảm ơn, cái đấy cho tôi ạ. Đúng vậy anh bạn. Chắc chắn là cho anh bạn rồi. Ăn đi anh. Yeah. Cho anh ạ. Ăn đi. Sức mạnh của đồ ăn bẩn. Bạn đã giết kẻ đàn ông, người đàn ông đi lạc. Và giờ đây, bạn đã đánh mất chính bạn. Và đây là một cái secret ending. Tức là không phải ai tìm được ra nhá. Wow. Ok, cảm ơn các bạn. Nếu thấy video hay, đừng quên like video và đăng ký kênh. Và hẹn gặp lại mọi người vào những video tiếp theo. Bye.